Xin chào anh em nha anh em ơi. Quay anh em xem cảnh tàu cá lưới rút tại điểm khai thác Nục Xanh nha anh em. Anh em quan sát là thấy rất là nhiều tàu cá lưới rút xung quanh nha anh em ơi. Đây mình quay nội dung chính là một chiếc tàu nhựa composite rất là đẹp, hai tầng lầu cabin, có sảnh quần luôn nha anh em, giống như nhà lầu mà có sảnh vậy á. Đây quay luôn chiếc tàu cá của Khánh Hội, hai bộ giường đỏ rất là ngầu, dài tầm 20 mấy mét, rất đẹp. Mình đang quay tại cái điểm khai thác cá Nục Xanh nha anh em ơi, dùng khai thác cá Nục Xanh trên đảo nha anh em, trên đảo Phú Quý. Đó, anh em thấy ghe tàu quanh trong cái khu vực mà nhìn thấy lờ mờ anh em. Rất là nhiều ghe tàu ở cái khu vực này. Đêm qua thì đánh cái lượng cá cũng rất là lớn. Một số chiếc gặp nhiều thì bữa nay vô bờ bán. Mình thì gặp vài tấn cho nên là muối lại ở trên ghe thu mua luôn. Không vô bờ, vô đảo thì bán rất là rẻ anh em. Cá vô đảo bán rất rẻ, rất là thấp. Thà muối lại ở trên ghe thu mua, đêm sau vô bờ bán thì vẫn được giá hơn. Đó, còn mấy ghe tàu cá lưới rút nữa cũng lờ mờ phía sau anh em. Thi thoảng thôi nha anh em, chứ chiếc này thì cũng không có thường xuyên có mặt ở tại cái vùng khu vực cái đoàn lưới rút Phú Yên cùng với Bình Định hay khai thác. Tàu thì không có dài lắm nhưng mà làm hai cái tầng cabin dữ dằn luôn. Cái mẫu tàu nhựa mà mình đang quay nè anh em thì ở cái vùng dân Nha Trang mà thành xài rất là phổ biến. Cái đoàn rút trũ của Nha Trang Dũng Ngán thì họ xài cái mẫu tàu nhựa này rất là phổ biến nha anh em. Đó, còn cái mẫu tàu dành cho lưới quay thì cái mẫu tàu nó hơi thon gọn hơn. Mẫu này còn cái mẫu á, mẫu này nó nhìn nó giống ghê hơn. Mẫu này nhìn cái mé nó bầu, còn cái mẫu của lưới quay đêm mà cũng của tàu nhựa mà anh em hay thấy á, họ hay đóng theo cái mẫu lao mũi. Mẫu tàu nhựa rất là đẹp.
thì mẫu mã là do mình chọn xưởng với là chọn mẫu thôi nha anh em. Chứ thật sự là xưởng nào mẫu nào thì mình làm cái ngành nào nó cũng được, phù hợp với túi tiền thì mình chọn thôi. Đây quay luôn chiếc lưới rút Bình Định cho anh em. Ông này đi cái khu nào quay cũng có ông hết trời. Hôm bữa quay chiếc tèo hậu ở cái vùng neo ở trong đảo cũng có ổng. Giờ quay khu vực này cũng có ổng nữa. 71 nè. 94971 hay sao? Ai biết ông này tên gì vô bình luận nghe chơi nha anh em. Rảnh rảnh sách máy quay quay chơi, bữa nay không vô bờ chén quá anh em ơi. Làm người thu mua là phải có ké vô bờ nha anh em, mới có cái lợi nhuận, mới có cái thu nhập. Này 94871 chứ không phải 94971 nha anh em. Anh em nào ở Bình Định thì rành tàu ghe của Bình Định nhiều thì mình quay anh em vô bình luận xem chơi. Nhiều khi mình chỉ rành một số những cái nhân vật mà hay khai thác cùng với dùng với mình. Còn những anh em mà khai thác cái dùng ở dưới Côn Sơn lâu lâu lên thì mình cũng ít biết. Với là một số anh em đi dùng cánh Bắc rồi lâu lâu mới xuống dùng cánh miền Trung thì mình cũng ít biết tên chủ ghe. Ghe sơn màu xanh lá cây đẹp quá. Quay cho anh em xem video rồi xíu nữa chiêu màu nhậu nha anh em ơi. Rảnh rảnh làm dài lon. Lần vô bờ mua thùng bia bỏ sẵn ở trên ghe nè. Anh em vô bờ làm xong nó mệt, uống không có được anh em. Những ngày rảnh rảnh khui anh em dài lon tâm sự chơi. Quay lại gần cái dàn lầu của chiếc tàu nhựa này, công nhận thoáng, nhìn rất là thoáng, rất là đẹp. Nghỉ ngơi rất là thoải mái. Anh em sinh hoạt vô tư luôn.